11 tháng 7 năm 2009, Open Design giới thiệu một file video tutorial. Nội dung của bài này là hướng dẫn các bạn thiết kế trang web. Sau khi tìm hiểu bài thứ 37, bổ sung liên kết các trang. Bài này ở trong đường dẫn Open 200, thì bạn căn cứ vào bài hướng dẫn đó để thiết kế một website và kết quả thực tập thiết kế website đó trên Hotmua với đường dẫn là Open 197 hoặc là các đường dẫn sử dụng Hotfree liệt kê dưới đây. Trước nhất, bạn bấm shortcut của chương trình PhoneWave 2003 tại desktop. Nhấp file Open Site, My Document, My Website, Folder Link Page Open. Bạn đã mở folder link page hiện ra trong đường dẫn này. Nhấp index.html. Ra nội dung bên cửa sổ soạn thảo. Bạn chỉ cần thay thế cái nội dung cũ bằng cái nội dung mới của bạn nằm trong này. Trước nhất là bạn thiết kế một cái banner để insert banner nằm trong khu vực của banner. Thì cái này đã hướng dẫn trong những bài trước. Khi bạn insert banner xong rồi, bạn muốn cho banner nằm đúng vị trí, bạn bật cái thanh công cụ nhấp phải lên Picture. Bạn chọn cái Position Absolutely thì lúc đó nó sẽ có 8 nút kiểm soát xung quanh cái banner này. Rồi bạn di chuyển nó vào đúng vị trí. Bạn tạo một cái tiêu đề cho trang web bằng cách rằng là bạn bôi đen cái tiêu đề cũ, nhập nội dung tiêu đề mới và bạn format lại theo ý bạn. Đây là tiêu đề mới. Còn nội dung cái trang index.html này thì bạn lấy một cái bài văn bản nào đó, bạn chọn hết văn bản đó, bạn chọn size là 10. Bạn chỉnh lại khoảng cách giữa hình và văn bản cho nó không trùng lắp. Và sau đó bạn copy paste lên trên khu vực nè, cửa sổ soạn thảo này. Nếu muốn cho các hàng nó khít lại thì bạn vào format vào paragraph, bạn nhập 0 single ok thì các hàng nó sẽ khít lại. Nếu muốn cho hình và chữ sau khi bạn đã điều chỉnh cho nó không trùng lắp thì bạn không cho xê dịch nữa, thì bạn vào format, bạn vào background và bạn đánh dấu chọn hai cái này rồi ok. Ở dưới đáy phải trái của trang này nó có hàng chữ là enter hit counter here, có nghĩa rằng là chèn cái bộ đếm vào đây, thì bạn delete hàng chữ đó thì nó còn lại cái con trỏ nhấp nháy ở đây. Bạn bôi đen chữ đó, bạn delete, con trỏ nó hiện ra nhấp nháy ở đây và bạn nhấp vào cái nút web component. Bạn chọn hit counter, bạn chọn một kiểu và bạn chọn finish. Bạn nhấp cái này có thể là khởi đầu 3 con số 9, 5 con số ok thì nó sẽ hiện ra cái bộ đếm này. Nhưng mà cái bộ đếm này nó chỉ hiện trên trang web khi trên cái IE bạn có cài cái add tăng song của nó. Trên
trang web bạn thực tập thì ngay chỗ vị trí này nó là trang Proudus.htm và ở đây nó có chữ Proudus. Bây giờ bạn chèn một nội dung khác nằm ở trong cái trang web Proudus này. Thì trước nhất bạn nhấp banner navigation. Rồi trong cái trang video này bạn nhấp trang Proudus này nè, bạn nhấp phải, bạn nhấp rename và bạn nhập video. Thì nó sẽ hiện ra video. Ở đây bạn cũng nhấp phải và rename. Bạn nhập video HTML, bạn enter. Khi bạn nhấp cái trang video HTML thì nó hiện ra nội dung của trang video HTML. Đồng thời ở trong cái thanh liên kết này nó có cái nút liên kết tên là video do bạn đã rename lúc trước. Bạn đã chèn nội dung của cái trang video này vào. Và cách thức điều chỉnh các hàng cho nó khít nhau, cách thức điều chỉnh hình và hàng cho nó không đè lên nhau, và cách thức không làm xê dịch giữa hình và các chữ. Sau đó bạn nhấp phím F12, nhấp Z để xem trong trình duyệt. Đây là kết quả nằm trong trình duyệt. Ở đường biên dùng chung banner và đường biên dùng chung trên thanh liên kết thì tất cả khi bạn mở các trang nó đều ở đây. Bạn nhấp cái này thì nó ra trang video, nhấp bạn home thì ra home. Có nghĩa rằng là trên thanh liên kết này nó có hiệu lực liên kết giữa. Thank you.